Các bạn thân mến, các em học sinh thân mến, trong chương trình hôm nay Thanh Tùng diễn đọc sẽ cùng với quý vị các bạn các em học sinh đến với việc tóm tắt tác phẩm Vợ chồng Á Phổ của nhà văn Tô Hoài bằng thơ. Cụ thể như thế này: xưa người mèo Tây Bắc có cô mị đẹp xinh, thổi sáo thổi lá giỏi, sống hiếu thuận nghĩa tình. Vì bố mẹ mắc nợ nhà thống lý bá cha nên mị bị bắt cóc làm con dâu người ta. Ở lâu trong cái khổ, mị đã quen khổ rồi, mỗi ngày mỗi lùi lũi như trâu, ngựa, con rùa, như tảng đá câm lặng, chịu, đánh, mắng, cay, chua. Thế rồi, Tết năm ấy, mị cũng muốn đi chơi, mị uống ực từng bát rượu cho quên nỗi đời. Độc ác thay chồng mị, trói mị, cột tóc nàng, rồi hắn đi lùng gái, phá đám trai trong làng. Vì thế, hắn bị đánh bởi A Phủ bạo gan, ghét những sự ngang ngược, dám đánh con quan làng. Nhưng A Phủ bị bắt, bị phạt vạ trăm tiền, thành người ở trừ nợ, làm mọi việc triền miên. Trong một lần sơ ý, hổ ăn mất con bò, A Phủ bị thống lý, trói, bỏ đói, bơ vơ. Mọi đêm đông giá rét, mị thổi lửa hơ tay, A Phủ bị trói đấy, mị vẫn không thèm hay. Nhưng đêm đó A Phủ, nước mắt lăn giọt dài, thì mị chợt thương xót, cắt dây mây cứu người. Khi A Phủ đã chạy, mị cũng vùng chạy theo, qua hồng ngài là đất phiền xa và họ yêu, và họ thành chồng vợ, gặp cán bộ A Châu, họ trở thành du kích, tự giải phóng cho nhau. Đấy, vợ chồng A Phủ, chuyện của ông Tô Hoài, rưng rưng và ý nghĩa, sống mãi đến mai sau. Người sáng tác thơ: Thanh Tùng diễn đọc. Vui lòng bấm like, share, đăng ký kênh YouTube Thanh Tùng diễn đọc để kiến thức văn học trong trường học tiếp tục được tỏa lan rộng rãi. Trân trọng, mến chào.